Nhiệt kế y tế kỹ thuật số Omron Canon Cool, chỉ sử dụng trên nách, MC681. Những điều bạn phải biết khi mua nhiệt kế Omron hàng chính hãng Nhật Bản. Tóm tắt bài viết 2.1 về mặt hàng này, 2 yêu cầu về sản phẩm, 3 chi tiết kỹ thuật, 4 mô tả sản phẩm, 5 đánh giá từ khách hàng về mặt hàng này. Thiết bị quản lý y tế, số chứng nhận thiết bị y tế 225ACBZS000500000. Kích thước sản phẩm: WxDxH 12 2 x 0, 6 x 4, 3 inch, 30 x 14 x 110 mm, nước sản xuất, Trung Quốc, số lượng, 1, yêu cầu về sản phẩm, bàn hỏi đáp Omron, tìm kiếm bằng bàn hỏi đáp Omron Healthcare từ Internet, 0120, 30 6606, fax, 0120, 10, 1625, giờ tiếp nhận điện thoại, 9:00 đến 17, 00 thứ 7. Không tính chủ nhật, các ngày lễ Tết và cuối năm, lễ Tết, Internet giờ nhận fax 24 giờ dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn dấu lớn top 10 mô hình đồ chơi được bán chạy nhất trên Amazon JP mà dân chơi mô hình phải biết Chi tiết kỹ thuật: Nhà chế tạo: Chăm sóc sức khỏe Omron, số mô hình: MC681, kích thước gói hàng: 17.9x6.6x4.2 cm, màu sắc: WST, nguồn năng lượng chạy bằng pin, loại pin: lithium, bao bì pin lithium pin được đóng gói với thiết bị, trọng lượng gói hàng: 0.06 kg, pin yêu cầu có pin bao gồm có thương hiệu Omron, trọng lượng sản phẩm: 18 g, mô tả sản phẩm: Làm thế nào để đo vòng nách của bạn một cách chính xác? Aki 1, Aki 2, Aki 3, làm giảm nhiệt lưu trữ, khi nhiệt tích tụ, nó sẽ trở nên cao hơn, vì vậy hãy lau bằng khăn khô, các bạn lưu ý đắp chăn lâu hoặc mặc giày lâu ngày dễ giữ nhiệt, hãy cẩn thận vì nó sẽ làm giảm nhiệt độ ra nếu bạn lau bằng khăn ướt, lau sạch mồ hôi, đặc biệt đối với trẻ em dễ ra mồ hôi trộm, giữ khuỷu tay gần bụng, đóng chặt vào một niêm phong chặt chẽ. Khi kiểm tra nhiệt độ của trẻ, hãy ấn nhẹ vào các cánh tay khi bạn đưa lòng bàn tay lên trên, nách của bạn sẽ dễ dàng bị hóp lại, cẩn thận không di chuyển hoặc di chuyển nhiệt kế. Khi bạn cầm nhiệt kế trong khi đo, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khu vực mình bị va đập, thời gian đo ước tính khác nhau tùy thuộc vào nhiệt kế, nhưng nếu nhiệt độ thực được đo trong 10 phút. Đánh giá từ khách hàng có nhiều ý kiến cho rằng nhiệt kế này rất không chính xác và sẽ cao hơn bình thường, vì vậy tôi sẽ xem xét nó với ý nghĩ đó. Như bạn có thể thấy từ sách hướng dẫn, các nhiệt kế mới nhất như thế này có các giá trị dự đoán và đo lường. Giá trị dự đoán là giá trị sẽ được thông báo bằng chuông báo mất khoảng 20 giây và giá trị đo được là giá trị được đo bằng cách kẹp nó 10 phút sang một bên. Đo nhiệt độ dự đoán được tính toán xem nhiệt độ tăng như thế nào kể từ khi bắt đầu đo nhiệt độ, do đó có khả năng xảy ra sai số. Tuy nhiên, khi tôi đo thì chỉ sai số khoảng 0,2 độ. Nếu muốn đo nhiệt độ chính xác, bạn cần để máy sang một bên trong 10 phút. Có một số nhận xét cho rằng nhiệt kế cao hơn các loại nhiệt kế trước, nhưng có lẽ là do nhiệt kế sử dụng từ trước đến nay thực tế đo và đo trong 3 đến 5 phút. Mất khoảng 10 phút cho bất kỳ nhiệt kế nào vì nhiệt độ ở nách và nhiệt kế cần ở cùng một nhiệt độ để đo giá trị đo.